Câu chuyện ông học trò của tôi bây giờ ông có 1 tỷ, bây giờ ông nằm chết ở đấy, vay ngân hàng 1,5 tỷ cổ ra trả, bất động sản thì không bán được, tiền lãi thì vẫn phải trả. Và bây giờ nếu thanh khoản bán đi cắt lỗ thì coi như là mất trắng zero. Chào mừng bạn quay trở lại với kênh YouTube của Phạm Ngọc Anh. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề đầu tư với một cái vấn đề mà mình vừa mới hỗ trợ học viên giải đáp. Tuy nhiên mình thấy đây là một cái vấn đề nó rất là phổ biến với những ai quan tâm đến khía cạnh đầu tư. Và vì vậy thì mình phải nói về cái câu chuyện này để cho mọi người cùng có một cái bài học quan trọng. Tình huống thế này. Đó là một bạn mua một cái bất động sản nghỉ dưỡng 2 tỷ rưỡi và bạn ấy vay ngân hàng 1 tỷ rưỡi. Tiền mặt của bạn ấy khoảng 1 tỷ. Và gốc lãi bây giờ bạn phải trả ngân hàng là khoảng 20 triệu một tháng. 3 năm đầu tiên thì chủ đầu tư khai thác. Thực ra thì chính xác là bất động sản của bạn ấy khoảng hơn 3 tỷ. Nhưng mà 3 năm đầu thì chủ đầu tư cái lợi nhuận từ việc khai thác thì chủ đầu tư đã trừ thẳng vào cái giá mua thanh toán, nên là bạn chỉ phải thanh toán 2 tỷ rưỡi thôi. Nhưng thực ra là cái bất động sản này trị giá nó hơn 3 tỷ. Thế thì và bây giờ thì bạn ấy gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất là mỗi một tháng thì phải cổ ra trả một cái khoản lãi 20 triệu, trong khi 1 tỷ thì nằm chết ở đấy. Trong khi làm ăn thì khó khăn, nhà cái bất động sản đấy thì 3 năm nữa mới được nhận lại để khai thác. Đấy là thực tế câu chuyện. Và bây giờ nếu bán cái bất động sản đấy đi thì sẽ lỗ mất khoảng độ 35-40% giá trị nếu bán thẳng cho chủ đầu tư mua lại. Nếu chờ bán ở thị trường thì thanh khoản nó đang rất là chậm và không biết là giá mua nó sẽ như thế nào. Và bây giờ thì rất là bối rối. Nếu mà bán thẳng chủ đầu tư, bán luôn, bán nhanh thì coi như là chả lấy lại được cái gì. Vừa phải trả phí phạt của ngân hàng, trả trước hạn, rồi là người ta chỉ mua lại có 65-70% thôi mà. Thế thì coi như cái phần 1 tỷ vốn là coi như bay. Thế thì tôi thấy nhiều người mua bất động sản để đầu tư. Và mọi người hay nhận được các cái cam kết là khả năng sinh lời 12-15% mỗi một năm, và 7-8 năm là thu hồi vốn. Rồi 1 năm đầu, 2 năm đầu, 3 năm đầu khai thác là trừ ngày tiền. Ví dụ một cái bất động sản mà 3 tỷ mà bây giờ mỗi một tháng mà khai thác là 15 triệu, thế thì mọi người 18 triệu, mọi người thấy bắt đầu là mọi người nhẩm tính thì mọi người thấy nó hời lời. Nhưng có một cái thứ mà ít ai tính đến, một cái thứ mà tôi cho rằng đây là một cái bẫy. Đó là thực sự cái giá trị thật của cái bất động sản đấy nó có đáng với cái giá số tiền mà bạn bỏ ra mua hay không thì ít ai tính đến. Chính xác ở đây là một cái căn hộ nghỉ dưỡng 40 m², và nếu theo chủ đầu tư tính toán là hơn 3 tỷ. Một căn hộ nghỉ dưỡng hơn 40 m², hơn 3 tỷ, giá sau khi đã trừ đi tiền thuê được ưu đãi này nọ là 2 tỷ rưỡi phải thanh toán. Không phải ở Hà Nội, ở Hải Phòng, Cát Bà. Thế thì theo các bạn, giá trị của bất động sản đấy như thế nào? Tôi cho rằng là quá đắt. Thế thì tôi nhìn thấy rất rõ cái câu chuyện rất nhiều bất động sản. Người ta đưa ra một cái giá, rồi người ta đưa ra rất nhiều các cái mình nhìn thấy kèo thơm ấy, rất đầu tư, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn phải bỏ ra này, rồi là thế này thế kia. Mình thấy là tỷ suất như thế nó quá hời, thậm chí đi vay ngân hàng 9-10% một năm, nhưng mà cái này lợi nhuận 13-15% một năm cơ mà. Ôi thế này tính ra mình vẫn lời chán. Thế là
Chưa kể các cái hấp dẫn hơn, nào là ân hạn khiến chúng ta vướng vào một cái kèo bất động sản mà tôi thấy thua thiệt đủ đường, phần nào cũng thua thiệt. Còn với ông học trò của tôi thì bây giờ tôi nhìn thấy rất rõ là 1 tỷ của ông bây giờ nằm chết một chỗ. Và bây giờ nếu thanh khoản nhanh, đặc biệt là cái mùa này thanh khoản về bất động sản giá nó đau kinh khủng. Cá nhân đây tôi cũng đang muốn cơ cấu lại cái danh mục đầu tư. Tôi thấy nó không dễ dàng, đặc biệt là các bất động sản liên quan đến nghỉ dưỡng, các bất động sản liên quan đến du lịch thì nó càng sập giá kinh khủng. Vì vậy lời khuyên của tôi là bạn hãy hết sức cẩn trọng với những cái việc đầu tư bất động sản, để rồi cần phải sử dụng đòn bẩy, rồi phải vay ngân hàng, thì có một cái kẽ hở mà bạn ít để ý đến, đấy là giá trị thật của bất động sản bạn mua nó có tới hay không. Tôi nói thẳng này cho các bạn dễ hiểu, một cái bất động sản nếu bán 2 tỷ là đã có lời, đúng không? Nếu bán 2 tỷ đã có lời, so với mọi thứ nhà đầu tư bán 2 tỷ mà tiền tươi thắp thật đã có lời, thì có khi họ định giá ảo cái bất động sản lên 2 tỷ rưỡi, 2 tỷ 7, và họ tính toán mọi thứ trên 2 tỷ rưỡi, 2 tỷ 7 đấy. Thì bạn thấy là mình được trừ cái này, mình được trừ cái này, mình được hưởng thêm cái này, mình được hưởng thêm cái kia, và bạn tính trên cái món 2 tỷ rưỡi, 2 tỷ 7, bạn thấy nó hời quá, quá là hời. Đấy là một cái bẫy, trong khi bạn đã mua đắt cái bất động sản đấy hơn rất nhiều. Quay trở lại với câu chuyện ông học trò của tôi, bây giờ ông có 1 tỷ, bây giờ ông nằm chết ở đấy, vay ngân hàng 1 tỷ rưỡi e cổ ra trả, bất động sản thì không bán được, tiền lãi thì vẫn phải trả. Và bây giờ nếu thanh khoản bán đi cắt lỗ thì coi như là mất trắng zero. Và 3 năm nữa nếu mà cứ cố gắng gồng gánh nuôi thì 3 năm nữa sẽ lấy lại một cái bất động sản mà theo chủ đầu tư nó là hơn 3 tỷ để khai thác rồi cho thuê này nọ. Tôi cho rằng đấy là một kèo thua toàn tập, thua đủ đường, tôi thấy đường gì cũng thua, không phải đường gì hấp dẫn. Tôi chỉ nếu mà 1 tỷ đấy mà vẫn giữ, mà sau 3 năm nữa chịu khó mà nghiên cứu về đầu tư, chịu khó cày kéo, thì 1 tỷ đấy 3 năm nữa có thể sinh lời thành 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ 8, 2 tỷ. Và đặc biệt là trả với nợ nần bố con thằng nào. Và có khi 3 năm nữa vẫn có thể mua lại cái bất động sản đấy của những ông trước đây đã từng mua mà cao hơn cắt lỗ thôi. Vì đau đầu quá cần phải cắt lỗ. Vì vậy hãy cảnh giác với các bất động sản bạn mua với rất nhiều những cái ưu đãi liên quan đến giá thuê, liên quan tỷ lệ hoàn vốn, liên quan cam kết mua lại, liên quan đến việc là ân hạn, liên quan đến chưa kể những cái hợp đồng vay bất động sản tôi nói 20 năm, 30 năm, nghe rất là hấp dẫn. Số tiền phải trả hàng tháng chỉ ngang bằng hoặc nhiều hơn một chút so với tiền đi thuê nhà. Đấy là một cái bẫy. Và tôi biết rất nhiều cái món bất động sản đang phải trả lãi gốc chỉ tầm 10 triệu một tháng, đúng là ngang với tiền thuê nhà. Nhưng mà có ai biết đâu 10 triệu đấy thì có đến 8 triệu hơn, 9 triệu là tiền lãi rồi, chỉ có một tí tẹo gốc thôi. Và phải gắn vào một cái hợp đồng vay 20-30 năm, thậm chí bây giờ tôi thấy có những hợp đồng vay 35 năm. Hãy cẩn trọng khi sử dụng đòn bẩy. Đấy không khác gì là một cái hợp đồng gọi là đi tù, mà tù này tù chung thân, mà bạn vướng vào một cái e cổ ra phải trả lãi cho ngân hàng. Tiêu sản và tài sản là những cái khái niệm rất đơn giản của trí thông minh tài chính. Bạn cần phải làm rõ, nếu bạn mua một thứ mà trong tương lai nó tăng giá và nó tạo ra thu nhập dòng thì đấy đích xác là tài sản. Nếu bạn mua một thứ mà bạn ôm nó là một cái cục nợ và ngày nó càng mất giá trong tương lai thì đó chính xác là tiêu sản. Và nếu bạn muốn lên một nấc thang thành công mới về vấn đề tài chính, tôi cho rằng là phải rèn luyện trí thông minh tài chính. Đáng tiếc là cái trí thông minh này thì không dạy trong trường đại học, cũng không dạy trong bất kỳ sách giáo khoa nào cả, mà đôi khi trường đời nó va quật, nó quăng quật bạn nát như ra rồi bạn mới học được những bài học quan trọng về trí thông minh tài chính. Tôi xin gợi ý chương trình 2 ngày Wake Up của tôi. Tôi nói rất nhiều về Financial Intelligence. Trí thông minh tài chính sẽ giúp bạn ra những quyết định tốt, chính xác
và sẽ không phải hối tiếc với những quyết định đó. Quan trọng nhất là việc là 3 năm, 5 năm, 5, 10 năm nữa cái đồng tiền chúng ta kiếm được nó sẽ sinh sôi nảy nở như thế nào. Trong tình huống mà cậu học trò tôi đang nói chuyện thì thực sự rất là xót xa. Hy vọng có một cái bài học quan trọng cho các bạn để các bạn không phải mắc phải cái sai lầm tương tự giống như tôi vừa đề cập. Các bạn đã dành thời gian theo dõi nãy giờ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.